Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nha cả nhà. Chúng ta sẽ được nghe tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và cũng như những lần trước, giờ Uyên Quỳnh đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Những anh chị tham gia chương trình của Uyên Quỳnh cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình để cho đối phương và giúp cho mình hiểu rõ hoàn cảnh của đối phương. Và trong thời gian qua, nếu gì quá bận rộn mà Uyên Quỳnh chưa trả lời, chưa kịp trả lời cho những anh chị nào á, thì các anh chị vui lòng gửi tin nhắn lại thì Uyên Quỳnh sẽ xem và trả lời những tin nhắn đó cho các anh chị. Và nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. À, em chào chị ha. Chị chào em. Happy Thanksgiving ha. Dạ, happy. Em rất là vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Dạ, chị cảm ơn em. Dạ, chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào cộng đồng ha. Chị tên Nguyễn Phan, chị sinh năm 1973. Em xin chào cộng đồng bạn trong và ngoài nước. Vậy thì em thấy hình chị thì em cũng đã nhớ, chị đã gửi hình cho em rất là lâu rồi. Nhưng mà lý do gì sao chị không muốn đăng ký làm video phỏng vấn? Tự mắc cỡ. Mắc cỡ. Coi rất là lâu rồi phải không? Dạ, nhưng mà còn là không đăng ký, không làm video thì tới nay mình vẫn cô đơn chứ gì. Hay là suy nghĩ dữ lắm luôn, mạnh mẽ lên. Chị có thể giới thiệu lý lịch bản thân mình ha. Chị tên Huệ Phan, chị sinh năm 1973. Hồi ở Việt Nam thì chị ở Sài Gòn. Năm quê ba má chị thì ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Nhưng mà khi năm 92 thì xuống Sài Gòn học đại học. Rồi lấy chồng ở Sài Gòn ở cho tới năm 2013 thì đi qua Mỹ theo cái diện má chồng bảo lãnh. Thì hiện giờ thì chị ly hôn, chị sống với một đứa con, đứa con gái 13 tuổi. Mà chị qua du trà này, hiện chị đang ở, hồi trước thì chị ở Oklahoma bên gia đình bên chồng chị vợ. Thì qua 8 năm, qua Mỹ 8 năm có mua một cái căn nhà ở bên Oklahoma rồi. Dịch bệnh á, chị có một cái tiệm nail nhỏ, nhưng mà khi tới mùa dịch bệnh thì cái sợ cái không biết là chừng nào hết dịch bệnh, cái thôi chị bán cũng không được, thôi chị ở dòng lực sự thôi nhau á, thì chị nghĩ thôi không có kết nối lại với chồng được, thì chị dẫn đứa con gái đi qua bên tiểu bang Utah ở, nên hiện giờ thì chị cũng đang thuê nhà bên đây. Còn đứa con trai của chị thì nó đang ở, đứa con trai 2 tuổi nó ở bên bên nhà của chị bên Oklahoma. Thời gian dịch bệnh là bỏ tiệm luôn hả chị, không có sang được hả? Sợ quá chứ, sợ chết đó, rồi chị bỏ luôn. Rồi chị qua đây là chị làm nail ở bên đây? Chị qua bên USA, chị cũng đi làm mà cho người ta, chứ không có dám mở tiệm nữa, tự có một mẹ một con. Cho nên thấy cực quá. Chị ơi, trước khi chị qua đây á, chị rồi ông xã chị làm nail với chị luôn hả? Ông xã chị nghề sửa xe em, ảnh có nghề sửa xe giỏi. Mà hai vợ chồng không có hợp nhau từ hồi cưới nữa. Nên chứ ráng để mà cho con nó có cha. Nhưng mà thôi qua tới Mỹ rồi ảnh cũng không có, giống như cái gì cũng một mình nuôi con hết á. Với lại ông xã chị thì ổng đào hoa quá em. Ổng lên hay nói giỡn với bạn bè chị, nói chồng của em là người của công chúng chứ không phải của gia đình. Dạ, cái chuyện nó qua rồi cũng là tiểu thuyết buồn vậy đó. Nghe dòng xã rồi lấy chồng ở tới bây giờ. Quê qua chị Mỹ năm 2013, nay 8 năm. Quê chị ở Trảng Bàng, Tây Ninh hả? Ở gần núi Bà Đen không? Không, em ở dưới này, Trảng Bàng cũng chỉ đi lên chút. Dạ, chị khá là xinh gái ha. Hồi ở Việt Nam chị làm công việc gì? Hồi ở, cảm ơn em, hồi ở Việt Nam cũng buôn bán thôi à.
buôn bán, hai vợ chồng buôn bán, ông chồng thì rất cái tiệm sửa xe. À, nên vợ chồng chị chỉ buôn bán vậy, thời gian nó cũng thoải mái. Chị, nhưng mà ở Việt Nam á, thì nói là đàn ông là như là không phải là người của gia đình, người của xã hội, của công chúng. Còn ở bên Mỹ này em thấy là đa số đàn ông là đi làm xong rồi về nhà, mà ông xã chị còn giữ cái tính đó ở, như ở Việt Nam hả? À, ông xã chị không có thay đổi em. Cái mình thấy buồn quá nên mình nghĩ thôi, cái cuộc đời mình không lẽ chứ mình khổ vậy tới 20 năm. Nên thôi mình nghĩ biết đâu mình buông ra nó hết duyên, với lại chị thấy hết duyên. Rồi thôi buông ra, nhiều khi mình gặp cái người tốt cũng khác thì hai người mình con cái lớn hết rồi, em rồi mình chỉ biết đâu rồi mình làm lại một cái cuộc đời sau. Mà chị có được mấy người con rồi? Chị có hai đứa, đứa con trai chị 23 tuổi, đứa con gái 13 tuổi. Mà đứa con trai chị đi làm mà ở nhà bên nhà của chị, bên chị có cái nhà riêng á, bên Oklahoma. Chị để lại cho con chị, rồi hai mẹ con cái mùa dịch bệnh thì qua sợ quá bỏ luôn cái tiệm luôn, rồi hai mẹ con đi qua bên đây từ chó mà một cái dạng người bạn bên đây nè, rồi mình qua bên đây mình làm cho người ta, rồi vừa thuê nhà ở. Sao chị bảo ổn vậy? Tại vì em thấy là trong mùa dịch bệnh đó, chính phủ tài trợ cho những người doanh nghiệp đó mà bị thiên tai vì Covid này nè, bị bệnh này, họ cho tiền rất là nhiều á. Họ không có biết, em không có biết, rồi cái này lật đật có đem dẹp cái tiệm luôn, là trả cái mặt bằng luôn, nên sợ quá. Tới chừng xong rồi thì người ta có cái chương trình đó. Ổn quá ha. Dạ, sợ chứ không, chính phủ tài trợ nhiều lắm, có tài trợ tiền nhiều khi còn nhiều hơn cái tiền mình làm. Chị, chị nghĩ mình có điểm mạnh gì ha? Chị điểm mạnh chị sống, chị có sống tình cảm, em hòa đồng với mọi người, tức là ai sao mình cũng sống mình hòa nhập được hết rồi. Rồi điểm yếu của chị là gì? Điểm yếu chị nhiều khi mình nghĩ ai cũng tốt đó, thế thì thôi chị nghĩ suy nghĩ chứ thôi, mình cứ nghĩ tốt mọi chuyện đi, rồi cái tốt nó trở thành cái tốt. Lúc nào chị cũng không có để tâm nhiều lắm, chị cứ nghĩ tốt, nghĩ cái phần tích cực hơn, cứ nghĩ tốt đi mọi việc sẽ tốt, phải không? Chị cứ nghĩ vậy đó. Chị rồi bây giờ chị làm một tuần á, chị làm mấy ngày? Tuần chị làm thứ hai chị xin nghỉ, với lại thứ tư tự nhiên chị phải đón bé đó, ráng mình đón nó 2 ngày. Chị làm từ mấy giờ tới mấy giờ ha? Từ 8:30, 7:30 chị đi đưa con chị đi học, 7 giờ là đưa con chị đi học xong rồi quay về nhà sửa soạn tí xíu, bắt đầu 8:30 ra khỏi nhà chạy xe ở tí quanh Vũ Trà là cái hướng núi á, mình chạy xe bên hướng núi mình đi làm được chiều. Gia đình của chị có ai ở bên đây không? Không em, có mình chị qua đây, bà má, gia đình, bà má anh em chị ở bên Việt Nam hết. Nên ở đây có một mình, nhiều khi thấy nó cũng đơn chiếc, nó cô đơn quá. Ở một mình mà như thế mà chị bỏ đi lên đây càng đơn chiếc hơn, tại sao chị không ở với con chị? Nghĩ là không có ở với anh chồng nữa thì thôi mình qua bên đây làm lại cái cuộc đời mới. Với lại chị cũng có một cái gia đình, cái người bạn thân á, hồi xưa người ta về từ Mỹ, người ta về cha mẹ người ta về mua nhà ở đối diện với nhà của chị ở Sài Gòn á, rồi cái thân, nên khi đi qua bên Mỹ rồi thì cái gia đình đó giúp đỡ chị từ khi qua tới bây giờ. Chị ơi, bây giờ chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị thì muốn tìm cái người chồng người ta yêu thương mình em. Chị có cái tình thương chân thật, người ta mới chăm lo cho mình, tôn trọng mình được. Chị chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi. Chị có muốn người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Bằng tuổi chị trở lên cũng được. Chị có muốn anh ấy là chiều cao khoảng bao nhiêu không chị? Chị thì cao khoảng 1m54. Thì anh đó thì cao, đàn ông thì cao hơn chút thì cũng được. Rồi thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị có ok không? Được em, tự người ta đàn ông ta phải xã giao. Mình cần ta một cái tấm lòng biết lo. Thế giờ
lớn tuổi rồi, muốn kiếm một cái người mà thật lòng á, tự mình cũng đâu có thời gian nữa đâu mà đi lòng vòng cái cuộc đời sau của mình á, mình có một cái người với hai người thì nó đỡ hơn một người. Dạ. Chị làm như vậy á, là chị làm được đủ thứ không hay là chị làm tay chân nước thôi? Làm được hết chứ, hồi xưa chị mở tiệm nên chị làm được hết. Là chị mới qua đây 8 năm đó phải không? Dạ, làm được hết á, tại vì thấy có một mình lo con cái nên từ đầu là chị đã xác định từ đầu mình phải biết mọi thứ để mà mình con chứ. Giỏi ha. Vậy là chị giỏi đó, chứ đâu phải là muốn biết đủ thứ là biết được đâu. Thì cũng cố gắng từ cái hoàn cảnh đó, mình phải cố gắng. Dạ. Yeah. Khi chị định đi thêm bước nữa như thế này, các con của chị có ủng hộ chị không? À, nó ủng hộ em. Thằng nhỏ nó từ bên Việt Nam là nó nói thôi, mẹ đi qua bên Mỹ, mẹ lấy chồng khác, coi ai tốt, thương mẹ thì mẹ lấy chồng khác. Thì nó ủng hộ khi con nhỏ từ Việt Nam á. Vậy đó. Nó chứng kiến cái cảnh lục đục của vợ chồng chị á, cho nó nói vậy. Con chỉ được một cái phước là má chồng bên chồng tốt, với lại hai đứa con nó ngoan ấy. Nó ngoan mình cũng không có lo nhiều. Chị rồi chị coi video của em khá lâu như vậy á, rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Thôi thì chị chứ theo giống như theo cái truyền thống đi, để cho anh nào thích thì anh đó chọn chị. Theo truyền thống. Chị qua 8 năm thì chị có về quê được lần nào không? Có về được lần, chị thăm má chị hôm trước dịch bệnh nó qua, cái bắt đầu mùa hè qua, xong cái ăn Tết cái bắt đầu dịch bệnh tới. Cũng bận rộn lo làm ăn ha, qua 8 năm về một lần. Ừ, có một mình em, cái gì cũng một mình hết. Chị nhưng mà sau thời gian qua đây là chị một mình chị mở tiệm. Chị có thợ không? Rồi ông xã gì không phụ chị luôn hả? Không, không phụ. Mình cũng có được hai con thợ. Chị mở cái tiệm cũng nhỏ gọn chứ không có lớn. Nhưng mà lúc đó chị không rành tiếng Anh nữa, sao chị mở được? Thì mở đại tự tiếng Anh ở trong cái nói rộng ở bên ngoài không có nói được, nhưng mà mình ví dụ trong cái câu chuyện của mình thì mình đơn giản mình nói được, cho nên chị mới mở đại cái tiệm. Còn giấy tờ thì chỉ có cái người bạn chị á, người ta đứng ra người ta lo giấy tờ hết. Bởi chị may mắn chị nói là cũng may mắn có nhiều người giúp chị ha. Nhưng mà thời tiệm của chị kinh doanh được bao lâu? Là mở chừng 2 năm em, rồi dịch bệnh tới. Mới đầu mình qua mình phải đi làm công cho người ta để quen, rồi mình học nghề. Rồi xong thấy cứng cáp á, mình thôi thử cái sức của mình thử. Rồi giờ cái có cái tiệm gọi là 5 bàn 5 ghế người ta sang lại á, thì mình vô mình remodel lại thì mình mở ra. Nhưng mà khi mà chị mở ra chưa có dịch bệnh đó thì làm cũng okay có khách đang làm được. Nhưng mà tại vì bây giờ cũng đang dịch bệnh đó ha, chứ nếu mà không là chị cũng ai dám vét lại một tiệm nữa lắm á. thôi bây giờ một thân một mình cực lắm. Bây giờ em thấy là chị rảnh hơn hồi trước, là chị có chồng rồi chị mới về nấu ăn đồ tùm lum hết, rồi có thêm con trai nó, bây giờ có một chị với một con bé thì nó rảnh hơn nhiều. Lớn tuổi là chọn cái sự rảnh rang tí, không có bon chen nữa. Chị nhưng mà lúc mà ông ở Việt Nam làm nghề sửa xe, cậu qua đây làm nghề sửa xe luôn hả? Không có là sửa xe, anh chồng chị anh giỏi em, anh giỏi. Được cái anh giỏi nghề đó, nghề gì ông làm cũng được hết á. Nhưng mà chị không có số, không có được nhờ anh. Không được nhờ chồng hả? À, không được nhờ chồng. Chồng giỏi nhưng mà cha mẹ chị ở Việt Nam còn hết không chị? Còn hết, còn đầy đủ hết. Chị con lớn nhất trong nhà, còn 4 đứa em. Yeah. Ở tên Ninh Trảng Bàng. Chị rồi những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì?
coi sách em, coi sách rồi ở đây cái phong cảnh cái tiểu bang này nó đẹp á. Chị hay cha một mình cùng chạy xe lên núi mình đi chơi lòng vòng á. Rồi chị thích đi chơi lòng vòng ngày cứ lúc nào mình làm thì làm, nhưng mà lúc nào mình đi chơi thì mình đi, thì một mình chị cũng đi lòng vòng khoe khỏa hơn. Và ở trên tiểu bang của chị ở có lạnh không? Bây giờ là đang lạnh luôn. Có tuyết rơi không chị? Rơi em rơi nhiều. Một mình lên đó thì cũng cũng buồn hơn đó chị. Mùa đông ở bên đó, ở trên miền lạnh là buồn lắm. Chị nhớ, em nhớ là chị coi video của em khá lâu lâu lắm rồi đó phải không? Em rồi chứ thích lắm, thích mấy anh chị lên là giống như là thấy ai cũng thần tình á. Nên hay là chị suy nghĩ thì chị với lại chị thấy em cũng nói chuyện dễ thương, rồi chị suy nghĩ hoài rồi chị thôi chị nhắn tin chị lên chứ mình chưa chưa sợ sợ mình mắc cỡ hoài cũng không được. Giống như mình may mùng á, mình cắt mùng rồi thì mình bà cho có thợ năm nay rồi mình đem mấy cái chợ sỉ chợ lẻ mình bỏ. Ngày của chị là ngày đó. Người đó qua đây không làm được phải không? Ở đây đâu có ai ngủ mùng đâu. Không. Chị con lớn của chị hiện tại đang làm công việc gì? Nó cũng đi học rồi nó đi làm nail em. Ồ. Bé nó giỏi. Là hồi xưa chị ở bên đây kia chị làm rồi con chị có làm phụ chị không? Con chị nó cũng phụ đi lên đi xuống, nó cũng phụ mẹ. Đúng rồi, ở bên kia có công phụ đỡ hơn. Chứ làm một mình cũng mệt. Thôi vậy mà cũng nhức đầu lắm hả chị? Mệt em ôm cái tiệm chứ nhiều cái mình phải lo lắm. Cái thời gian nó bó buộc. Cái chừng chị là đi, chị thích đi lòng vòng mà bó buộc cái tiệm một lần thôi. Thôi, chị nói rồi chị không có mở tiệm nữa. Để cho nó lòng vòng từ có hai mẹ con. Cứ đi làm rồi về để nghỉ ngơi đi đây đi đó. Chị nhưng mà hồi lúc mới qua tới giờ là chị làm ngày nail luôn tới giờ đó hả? Chị có làm ngày nào khác không? Qua một tuần lễ là chị đi đi làm để kiếm chỗ chị đi làm. Chị không đi học luôn hả? Cái số may mắn vô là chủ đắp đi cái đi tới tiệm nào thì chủ có nó cũng mến mình, thấy hoàn cảnh từng người ta cũng giúp đỡ mình. Với mình thành tình người ta, em mình làm cho người ta mình thành tình thì người ta mến. Chị rồi hồi trước đây ông xã chị là người của công chúng đó thì ảnh có lãng mạn với chị không trong tình yêu trong vợ chồng? Chị nhiều khi chị nói với những cái người bạn chị sao mà chị nói là chị lấy chồng 20 mấy năm chị không có cái cảm giác hạnh phúc đối với cái gia đình, chị không có biết cái hạnh phúc của cái người chồng mang lại cho mình. Nên chị nói có những lúc chị hỏi cái người thợ của chị là trên đời này không biết nó có cái tình yêu chân thật không mà, cái nó nói chỉ có chồng bà vậy thôi chứ ai mà giống như chồng bà. Người ta cũng lấy vợ về, ta cũng yêu thương vợ con ta, ta chăm lo cho gia đình ta chứ. Thế là em nói tự gì hết, ta nghĩ chắc không có cái tình yêu chỉnh cổ ở trên đời nào đâu, không có cái chuyện mà người đàn ông mà tốt quá với người vợ đâu. Nó nói nó cười thì nói vậy chứ nhiều người tốt từ chị không có may mắn chị không có gặp. Chị nhưng mà lúc mà chị lấy chồng là chị bao nhiêu tuổi? Hồi đó 24 tuổi em. Hai người quen nhau cưới hả chị? Quen nhau cưới, mối tình đầu của chị anh là mối tình đầu. Hèn gì nên chị không biết. Hồi đó chứ đi học rồi lo đi học chứ không có dám thương yêu ai hết. Rồi cái chừng quen với ảnh là mối tình đầu đó, rồi bên chồng thương đó, rồi cưới. Dâu ngọt ở trong nhà chứ. Chị nhưng mà bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị có muốn người đó có tính lãng mạn không? Lãng mạn càng tốt, tụi chị là người lãng mạn mà. Ăn thì tốt quá, cuộc sống khô khan quá là cũng buồn.
Chị rồi chị có sở thích nấu ăn không? Có em, chị phải nấu ăn để mà chăm lo cho con mình chứ. Chị cũng tươm tất trong gia đình lắm. Chị qua bên tiểu bang này là chị phải thuê nguyên nhà hay là chị phải đi xe phòng người ta? À, chị thuê nguyên cái basement ở Utah, thì ở trên cái nhang trên rồi trời, ở dưới cái basement, ở dưới nó giống như nó lửng lửng nửa đất nửa dưới mặt đất, đất ở dưới lòng đất nửa trên vậy. Hai mẹ con cái sống cũng rộng rãi. Tiền thuê có cao không chị? Cao em, 850. Chị nhưng mà chị thích tiểu bang lạnh như thế hả? Không, tự chị thích cái tiểu bang này nó đẹp. Đó là tính là lãng mạn, không có xài lạnh rồi chị thích nó đẹp thôi hả? Bản thân ở đây đó là chị thấy thôi, mình không có cha có mẹ rồi mình ghé ra mình qua đây mình ở, có ta có gì ta nhờ nó giùm. không có xài lạnh mà chỉ thích đẹp thôi. Đẹp là quá lãng mạn quá. Ở bên tiểu bang qua lạnh như vậy á làm chạy xe rất là khó ha, chị mới qua chị phải tập chạy xe dữ lắm à. Nói là hồi xưa nói qua Mỹ 8 năm chứ chị qua bên Oklahoma là bên chồng chị hồi đó bảo lãnh nó qua bển một khoảng 1,5 tháng là chị qua Utah rồi. Ủa? Chị quay, dạ nó có một cái câu chuyện rồi thì mình chị quay lại Utah. Quay Utah theo cái gia đình người bạn chị á. Rồi chị ở 3,5 năm bên Utah, chị quay về ở Oklahoma. Chị ở 3 năm nữa thì chị mới quay lại đây, mới quay lại năm vừa rồi dịch bệnh chị mới quay lại đây. Đi qua đi lại vậy. Thật ra đi qua đi lại tốn thời gian của mình sắp xếp lại rất là mệt. Nó mất thời gian của mình đi làm, mình bỏ mình phải làm lại từ đầu hết, phiền lắm. Đó cho nên chị chứ qua lại vậy nên nó hơi tốn hao chút. Đúng rồi. Hồi trước em mới em ở Florida qua đây á, mỗi lần dọn nhà là cực. Trong tiểu bang thì còn đỡ nhưng mà ngoài sở thích là tiểu bang này đẹp ra thì thí dụ một người mình muốn làm quen với chị mà muốn anh ấy muốn chị tới tiểu bang của anh ấy sinh sống thì chị nghĩ như thế nào? Thì để tới đó rồi ví dụ mình có cảm tình mình thương quá rồi thì mình chắc mình cũng phải tính toán mình theo chồng chứ. Tính phải theo chồng chị rồi. Chị muốn tìm một người bạn cho chị như thế thì chị muốn người đó ở đâu cũng được hay là chị muốn ở Mỹ thì thôi? Ở Mỹ thì em cho tự chị cũng rơi kiếp một mình thôi, ở Mỹ cho nó tiện. Cần có một bờ vai đi phải không? Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào chào khán giả không? Cảm ơn em, chị cảm ơn cộng đồng mạng, chúc các em cộng đồng mạng mọi người, mọi anh chị ai cũng được cái hạnh phúc với lại may mắn trong cái cuộc sống này, được nhiều cái niềm vui. Ok chị, ba chị ha. Bye bye. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nha cả nhà. Chúng ta sẽ được nghe tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và cũng như những lần trước, giờ Uyên Quỳnh đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Những anh chị tham gia chương trình của Uyên Quỳnh cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình để cho đối phương và giúp cho mình hiểu rõ hoàn cảnh của đối phương. Và trong thời gian qua, nếu gì quá bận rộn mà Uyên Quỳnh chưa kịp trả lời cho những anh chị nào á, thì các anh chị vui lòng gửi tin nhắn lại thì Uyên Quỳnh sẽ xem và trả lời những tin nhắn đó cho các anh chị. Và nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Chỉ biết nghe gọi vậy thôi à, giờ chụp hình rồi đăng lên vậy thôi chứ không biết gì hết. Vậy đó. Chị, em chào chị ha. Chị chào em.
Dạ. Chào cộng đồng mạng. Chúc cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe và bình an. Dạ. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Chị có thể cho em biết chị tên gì? Anh này cũng thấy hơi rùng. Chị tên trong giấy tờ là Nguyễn Thị Kiết Chân. Dạ. Còn ở ngoài thì tên Nga, thường gọi nhà thì tên Nga. Chị có thể giới thiệu với bạn không? Hai cháu. Đứa thì 18 tuổi, con đứa 28 tuổi, đứa lớn 28. Giờ hiện giờ chị đang ở trong nhà là chị lãnh màn ra rồi về tay á. Ra đồ màn rồi áo gối rồi đó em. Yeah. Tại vì lúc dịch á thì chưa dịch á thì chị bán tập quá, mướn ngoài đường bán tập quá. Giờ dịch quá thôi chị trả mặt bằng lúc mà dịch đợt đầu á, trả mặt bằng rồi chị về đây thấy có mấy mẹ con là cao không nổi thôi trả mặt bằng mà mình cũng lên cao nữa nên chị... thôi trả về đây giờ đánh đồ may cũng được năm nay rồi. Dạ. Yeah. Chị cũng biết mày đồ thì chị chủ yếu là chị cắt thôi giờ chị cho thợ nó may. Chị cũng quyết định nhanh lẹ ha, để kho kéo tới giờ á. Đúng rồi, để kéo dài tới giờ là cũng mệt á. Cũng giờ cũng mệt lắm á, thấy căng thẳng mệt. Chị mà chị bán tạp quá được bao lâu? Chị bán được coi như là 11 năm. Ồ. Tại vì lúc đó bán được 7 năm mấy thì ông xã ông mất. Ồ, ông xã chị mất. Mình cũng xính dính luôn á. Rồi ông mất cũng năm, mùng 7 Tết này nữa là cũng 5 năm. Rồi một mình đó chị cũng khúc đó chị cũng biết sao định trả mặt bằng nhưng mà cũng thấy bán được tí tí thì thôi dán gọc bán. Tại vì em biết đó là bán cái đó là cũng như nó cũng bưng nặng lắm á, tại vì chị bán về bia nó ngọt còn nhiều. Tết là nói chung gia chứa cũng phải cả gần cả ngàn thùng bia đó để giao mối giao đầy kia. Trước khi ổng mất đó, thì ổng đã kêu chị là nghỉ, ông muốn cho bán nhưng mà chị đã nghỉ chị biết làm gì nên chị mới nói thôi để chị bán, cứ chị nghĩ ông mất đâu, chị nghĩ ông bệnh thôi, chị mới nói là thôi cứ bệnh thì cứ nằm đó đi rồi có gì kêu hàng đi để bán cho. Xong rồi cái đâu được có mấy tháng tại vì ông giấu chị mà ông bệnh ông lúc đó ông bị ung thư gan á thì đi nhà có hai vợ chồng bán thì chị phải giữ cái tiệm. Mướn mặt bằng mười mấy triệu rồi mà về một ngày mấy trăm mà mình đóng cửa mình đi thì cũng không bán nên ổng đi với em trai của ổng á. Cái chị về ổng về tới không sao hết trơn á, nó nhỏ xíu à, nó mới phát hiện không sao hết trơn á. Cái chị cũng không biết cái tới chỉnh cái cho đi khám mấy đợt sau là xả chị đó thì nói chừng nào quá chị mới nặng còn xả chị là nhẹ nên chị mới nói thôi vậy đi xả chị thì cũng cách ảnh cứ kêu chị vô chị cũng ký tên này kia thì chị cũng không có nghĩ là chị ta mới kêu là giờ để giống như xả chị mà nếu mà không có gì hết á thì như là thuốc mà nó như nó chặn đứng được á thì không sao thì nó sẽ được kéo dài được mấy năm. Cái cứ nghĩ là vậy kéo dài cũng được mấy năm tại con vô trong trong năm chị cũng có một mớ người ta cũng kéo dài cũng được 8 năm 10 năm á, ai ngờ đâu hả. Ổng vô lần sau cái là báo là coi như về ổng như ăn gì ăn đi là coi như là vô thuốc á nó không có đứng lại mà nó phát triển lên nữa. Nên cái nói ăn gì ăn đi rồi cái là khúc đó ảnh về cái ảnh buồn nhưng mà khúc đó báo cho chị biết á là cũng như nhờ cái người mà cũng là chị vô trong viện chị gặp và cũng như là đang nằm chung phòng với nhau đó ở đó chị vô chị gặp ở lúc xa chị đó cái người ta mới nói ổng cũng gọi điện thoại kêu người ta gọi điện thoại về nói với vợ đi chị ảnh không sao hết trơn này nọ chị hết trời ba giấu chị đó ảnh sợ chị cũng như là bị đang bán rồi bị vậy là chị không bán nổi tại tết là gần tết là chị phải kéo đồ nào là chị gói chị tia nè rồi gói quà tết em biết là thường tập quán hay bán cái gói quà tết á chị kéo bánh ra đi xa bánh này bánh kia về để gói quà để mà bán hết. Cái ai ngờ đâu về là thôi về bắt đầu ổng buồn buồn mình hỏi thì không nói chứ nói là không sao giờ đi khám mấy đợt sau cái là tự ổng đi mình ổng nói là để đi với thằng em trai nó chạy xe còn chị thì là làm cho chị bán được hàng ổng kéo dài qua đến tới mùng năm là đầu vô bệnh viện nhập viện cái bệnh viện nó mới kêu
bệnh gì mà còn đưa vô đây làm gì nữa, chị mới biết là coi như là bệnh viện đã chê rồi, mà ổng giấu chị là không sao nên chị cứ nghĩ là ổng đau bụng là đưa lên cho ảnh thôi. Đưa lên đó là người ta cho về. Ta cho về rồi cái là tới mùng 7 là mất luôn á. Chị về, chị cũng lúc bán cực khổ lắm, bây giờ cũng phải sắc thuốc, tại vì vừa uống thuốc bệnh viện rồi vừa phải đi lên trên người ta chỉ lên gì Bình Dương, Bến Cát Bình Dương đó, để mà chị cho như là uống cái vừa uống cái gì cho nó teo rồi đó, uống một kiểu uống thuốc gì mà ta sắc như lát cây đồ này kia đó, chị cũng không biết nữa, cũng làm vậy người ta bại đó, chị cũng làm rồi cái lá đu đủ với củ sả chị cũng nấu, chị cho uống thêm đó nữa, rồi cái gì gạo lứt muối mè cũng làm cho ăn, rồi xong thôi cũng qua khỏi. Cũng đó chị cũng buồn, nhưng mà đều có một cái là cũng như tới mùng 7 Tết thì cũng bán được đồ không, cũng đỡ bớt rồi, chứ còn ngay nếu mà ngày Tết là chị cũng biết sao, tại đồ mình để qua Tết thì không ai bán ai mua được nữa, tại vì cái đó là hàng xuân không à. Bán cái đó hàng xuân, ví dụ đi em lấy hàng xuân em bán lúc Tết thì em có giá, còn qua Tết em bán người ta nói là hàng hết đáp cận đáp. Bán đồ cũng vậy nữa, nên chị cũng lên được vậy, là lúc đó ổng mất thì chị cũng về, chị cũng khúc mà ổng bệnh thì cũng cho nghe chú đại bi nghe nãy nọ đó, rồi ha, nên khi mà ổng đi cũng nhẹ nhàng lắm, nên chị cũng mong mừng là như vậy, là coi như là ổng đi nhẹ nhàng, chứ nhiều người ta nói đi cái đó nó hành lắm, cái bệnh ung thư gan đó, nó hành dữ lắm, là nằm nhiều khi còn bị nãy nọ tùm lum hết á, không như là bị lỡ bị nãy nọ, còn này nó chưa thấy nhẹ nhàng, mừng là chị. Nhưng mà lúc rồi, mà phát bệnh ra tới lúc mất là bao lâu? Cũng kéo dài cũng được 7 tháng, tại vì uống thuốc này tay y uống thuốc cơ mà, cái gì thuốc của ông trên Bình Dương cho, Bến Cát Bình Dương cho đó, thành thử uống nó cũng thấy nó sổ ra, tưởng là nó hết, chứ chị cũng biết ung thư mà nó nổi là phải chết vậy. Giờ có người cũng chỉ ông Tư Quan ở dưới Châu Đốc đó, mà chị chưa đi xuôi kịp á, chị nói để qua Tết là chị về dắt công ty đó, mà qua Tết chưa có đi kịp là nó mất. Rồi chị có được mấy người con chị? Dạ có hai đứa. Con đứa chị... là đứa 28 tuổi với đứa 18 tuổi. Con chị cũng lớn á. Giờ nó đi mận hết rồi. Đứa lớn thì cũng đi làm rồi, còn đứa nhỏ thì nay dịch thì nó cũng nghỉ, nó chưa có chích đủ mũi á. Nó chích 2 mũi rồi nhưng mà mới có mấy ngày à, nên chưa có cho đi làm. Con chị có... nhà thì chị cũng lạnh với chị. Con chị có đứa nào là lập gia đình chưa? Dạ. Có người nào lập gia đình chưa chị? Thằng lớn nếu mà không dịch thì chị sẽ cưới vợ cho nó rồi, nhưng mà nó đang dịch quá, nó cũng quen bạn gái rồi, định cưới nhưng mà giờ dịch từ bữa giờ là cũng 2 năm rồi, kéo dài 2 năm rồi, năm kia tới giờ thấy dịch quá thì cũng không có dám. Dạ. Yeah. Để ổn đã thì chị mới cưới vợ cho nó. Dạ đúng rồi. Nên giờ mới thấy dịch này thấy buồn quá. Nên mình thử thấy nằm mới coi tin tức coi này kia, coi hết coi phim coi này kia, rồi cái sao bấm qua thấy kênh của Nguyên Quỳnh. Dạ. Cái chị thấy vậy chị mới đăng ký, không biết là em có thấy không, nó mới là chị đăng ký, chị không biết, chị đăng ký bên Zalo á. Em không có Zalo. Bên Zalo. Dạ, gì em? Em không có Zalo. Cho nên mấy người nhắn bên Zalo em không có nhận được. Cũng mà chị đăng ký bên đó. Cái xong cái có cái anh đó ấn tượng nhất là tại vì cái sao anh ý em lên cái anh gì mà nhà có hai cái con sư tử, anh mới nói cái gì anh như chị như Hương Quỳnh nói là gì gọi qua bờ đó, cái chị nói chết rồi, chị gọi chị nhắn sai rồi. Nhắn sai bắt đầu là sáng sao chị mới kêu nhóc chị nhắn lại. Nhắn lại là mấy em mới trả lời đó, chứ còn chị cũng không có biết nữa. Chứ chị không biết chị nhắn lộn nữa đó, chị nhắn là nó lâu quá tay không trả lời, mà nghe Hương Quỳnh nói là ví dụ mà ai mà chưa thì cứ để từ từ đó, thì chị cũng chờ sau bữa đó chị nghe cái đó chị nghe chị mới biết là chị nhắn lộn. Dạ. Không coi anh đó là cũng không biết bị lộn, chờ đợi của ai nữa. Dạ, cho nên mấy anh chị mà muốn tham gia chương trình phải theo dõi thường xuyên để có thông tin gì mới ha.
chị. Rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào hả? Thì bây giờ cũng như hiền lành đi, vui vẻ, rồi thật tình. Chị có muốn độ tuổi của người đó khoảng bao nhiêu không? Chị thì giờ cũng năm mấy thì lớn hơn chị khoảng 10 tuổi đổ đời đi. Chị có muốn người đó chiều cao khoảng bao nhiêu không? Cao hơn chị, cao hơn chị tí cũng được. Chị cao bao nhiêu? Chị thì hôm nay mấy chị là 1m55 á, chị 51kg. Dạ. Yeah. Thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào chị? Chị rượu nữa này kia thì không xả chứ uống nhiều quá chị cũng chị cũng hơi ấy là bây giờ uống ít thì được, ví dụ như xả dao đi đám tiệc được thì được, chứ còn uống mà thường xuyên là chị sợ là tại vì ông xã chị cũng uống bia rượu nhiều quá đó, nên mới xảy ra bệnh chị đó, hút thuốc cũng nhiều nên bệnh, uống nhiều quá nên bệnh nó không có trị được đúng không? Dạ dạ. Ừ. Vậy mới dạ bệnh vậy đó. Dạ. Chị nghĩ mình ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm chị là chị giống như là như chị thích cái gì á, chị hay giống như là phấn đấu để mua cho bằng được, làm cho bằng được chị. Giỏi. Có ý chí phải không? Còn khuyết điểm của chị là gì? Nhiều khi giống như là coi mấy cái phim gì đó thì hay khóc mũi lòng vậy đó, bởi vậy nhóc đó mẹ sao mẹ coi cái phim toàn là phim mà gì đâu mà phim buồn không hả, cái phim tình cảm buồn gì mẹ coi không hả, mẹ coi xong mẹ chạy nước mắt. Chị hai nữa là không biết chạy xe à, không biết chạy xe luôn, chị không biết chạy xe, trời đất ơi. Ở may đồ là chị bắt gáp mà chở đồ vô rồi chị may á, chứ hoặc là thằng nhóc nó chở thôi chứ chị cũng không có chạy chở đồ được, không có đi xe được. Rồi thí dụ chị đi đâu thì sao, đi xe ra không hả? Đi đâu thì nhóc nó chở, bởi vì nó mới kêu mẹ ơi mẹ tìm bạn mẹ đi à, bây giờ hả con có đi chở mẹ đi nữa mà con không đi theo mẹ nữa, để đi đâu cũng không có chở đi hết. Là chứ con đi xe gáp thì cũng ngại, đi xe gáp người ta chở cũng ngại. Là con lớn hay con nhỏ của chị? À, con lớn thì đi làm thường thường nó cũng về ít về, nó đi làm ở xa, nhiều khi nó dính dịch này nó cũng dính, nó cũng mở, nó không có nhà. Khi rảnh rỗi là chị thích làm việc gì chị? Nấu ăn, chị thích nấu ăn, rồi nhiều khi đi cũng như là mà chị cũng không có rảnh đâu, có đồ là chị may, thứ bảy chủ nhật gì cũng làm, nghĩ sao có đồ là làm hết vào rồi mới nghỉ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Còn ví dụ mà thích đi du lịch thì hãy cứ đang mà vậy thì nãy ngày đó đi du lịch tình đó là còn tình đó đi ví dụ báo trước tình đó là đầu đi chơi à, vô cái điểm là như là đi từ thiện xong thường thường á bên nhóm chị là đi từ thiện xong rồi bắt đầu cái kết nối là ở chỗ đó cái chỗ đó có chỗ nào chơi là du lịch luôn sẵn đi luôn thì à, cái báo là cái là đi chứ cũng không có nghỉ. Còn ngày xưa thì bán độc quá em biết á, đi chơi hoặc là đi đáp tiền về á 11-12 giờ vẫn mở cửa ra bán, tại cái đó chị bán khuya được. Bán khuya bán như người ta đi về đi á, cái giờ bán cũng được. Sau này ông mất thì chị khoảng 11 giờ là chị dọn, chị không có dám bán khuya nữa, chị sợ. Chứ còn lúc mà có ổng thì bán khuya chút cũng được, để đọc những cái bán tới 1-2 giờ người ta mua bia đó em. Ta đi mua bia mua đồ này kia người ta nhậu đó rồi mình bán. Tết là cũng 1-2 giờ. Tại lấy bia thì cũng khá lắm, chị làm cũng khá lắm ha. Trời ơi, làm thì làm dữ lắm. Nhưng mà giờ chị mới nói nghĩ thôi, tuổi này làm nhiều quá cũng đâu ấy thôi. Giờ cứ hả làm được mà ví dụ làm nhưng mà nó dừng đi thì mình phải đi chứ. Giờ mình nói đợi chừng nào mới đi. Nữa sau này chân cẳng yếu rồi đâu đi được. Đi giờ xong rồi vô mấy cái điểm đó dụ mình vô chụp hình. Chị là hiện tại là khi chị về đây á, là chị thuê nhà hay là chị ở nhà của chị? Cái này là nhà chị. Ngày trước là chị phải thuê ngày mặt xưa, bằng đi. Ngày xưa là chị cho thuê đây. Cho thuê trong này. Chị ra ngoài chỗ thuê, chỗ ngoài mặt đường á. Đường chị bán. Yeah. Đường Lên Quế á. Em biết đường Lên Quế không? Đó, cái đường Lên Quế gần Đầm Sen á. Nó Đầm Sen mình chắc biết. Yeah.
chị ra đó chị bán rồi chị cho thuê đây, chị lấy tiền đó chị gồng ra ngoài. Rồi sau chị thấy vậy thôi, dịch nó ụt tới rồi mà có mấy mẹ con nghĩ chắc không có làm mà nổi nên thôi chị dọn vô luôn, chị lấy nhà là chị dọn vô. Nhà chị thì quận Bình Tân, cũng gần mình, gần nó cũng nằm giữa, ví dụ như Phú Lâm, chị bay là mai cho chở Phú Lâm đó, mai là bỏ chở Phú Lâm bán đó. Giờ chị cũng đỡ rồi, con chị nó cũng lớn đi làm hết rồi ha. Lớn hết. Bởi vậy giờ mấy tiền bạn cho nó đỡ ấy, nhiều khi nó đi hết trơn. Ở nhà chị có một mình là chị mà đi làm gì đem cao thì cũng dám đem, chị sợ lỡ té rồi nhà ai rồi đâu ai biết. Không, nên đã đợi nó về chị mới dám, còn chị cứ quay quẩn thì quẩn làm dưới đất thôi. Chị rồi chị có được mấy anh chị em ha? Anh chị em chị cũng đông mà 8 rồi á, nhưng mà cũng mở xa xa hết rồi, có gia đình ở gần nhưng mà cũng nó đi làm có ngày. Dạ, rồi có ai ở nước ngoài không chị? Nước ngoài thì có chị chồng của chị. Chị chồng chị ở Mỹ á, chị ở Mỹ mà chị ở đâu không? Nghĩa gì cũng chỗ đó, người Việt Nam cũng nhiều gì. Tại chị cũng hỏi tất cả hay tất gì chị nghe vậy đó, hình như là vậy đó. Dạ. Yeah. Như cha chị cũng hỏi, chị cũng đâu biết ở đâu. Dạ. Yeah. Chị cũng thường về nhưng mà hai năm nay dịch chị không có về, không về được. Có Tết thì năm kia chị có về, lúc mà chị về xong là về bản là dịch luôn đó, dịch bên Mỹ á, rồi xong rồi cái tới đây tới giờ bên Việt Nam anh chị về cũng được. Ở bển chỉ là nèo của bển á, có tiệm neo yeah. À, có tiệm neo mà đi về được cũng là may mắn đó. cho thở làm em. Dạ. Có camera quay á, coi á, chị về đây thấy chị mở lên chị coi á, chị coi bển chị thấy á. Chị rồi à, chị coi video của em cũng khá lâu vậy đó, rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Chị cũng ít sao chị coi mấy cái mấy cái anh trước á thì cũng 6-7 tháng rồi, chị nghĩ chắc người đặt cũng có bạn hết nên chị cũng không có chú ý. Cái sau chị quyết định đăng ký á thì chị mới coi là cái anh mà chị nói mà cái chị coi, chị cũng tại chị biết là tại chị lộn nên chị mới nhớ lại là cái ảnh nói cái gì mà hai cái con sư tử gì đó chị cũng không biết nữa, không biết chị ảnh tên gì cũng không biết luôn. Hai con sư tử, chị nói hai con sư tử vậy em cũng không biết anh nào luôn á. Dạ. Chị nói thì sao? Anh cũng mới lên đây chừng tuần mấy hai tuần gì á, là tại chị quyết định chị đăng ký á nên chị mới coi, cái chị coi chị biết chị nó chết lộn rồi không á. Nhưng mà chị nói anh hai con sư tử giờ em không có nhớ anh hai sư tử là cái gì. Vậy giờ chị biết vậy thôi chứ chị cũng à. Khi chị định đi thêm bước nữa như thế này nè, hai con của chị đều ủng hộ chị hết hả? Thằng lớn thì nó Nguyễn xong mày vui được rồi, còn thằng nhỏ thì đó nó cũng làm cho chị đó. Bây giờ nó gắn cho chị chứ chị đâu biết, nó thích đói nó làm cho chị không biết làm. Dễ thương ha. Chị là thí dụ một người muốn làm quen với chị á, chị có muốn người đó có tính lãng mạn không ha? Lãng mạn cũng được, lãng mạn chút chút thì cũng ấy cũng ơi. Ông xã trước đây của chị có tính lãng mạn không? Ổng thì không có lãng mạn. Hay chưa không có lãng mạn, ổng nhậu nhiều quá. Ồ, nhậu nhiều lắm hả? Rồi hai người quen nhau hay là người ta làm mai chị? À, ngày xưa là bố ổng lên, tại ổng là cũng người Bắc. Bố ổng lên trên tiệm, trên nhà của chị đó, chị. Nói à, quen ai cũng cưới mà quen chị thì cưới. Vậy đó. Nhưng mà trước đó ông xã chị làm công việc gì? Trước đó là ông làm về mộc á, làm đồ tủ bàn ghế cho em. À. Bên mộc đó. Rồi cái làm vậy, bởi vậy mỗi tuần cái là phải dắt thợ đi nhậu.
rồi cái từ từ viết, rồi cái là uống viết quen rồi đó, coi như ngày nào mà không uống bia là không buồn, không chịu được uống mỗi ngày luôn, mỗi ngày, nhưng mà ví dụ như mà không có ai thì uống 1-2 lon, còn nếu mà có người uống nhiều, có bạn bè đông thì uống nhiều. Trời ơi, gặp ngay chị làm đại lý bia nữa. Nhưng mà khi mà chị làm đại bia, bia như vậy á, có đủ tiền để cho ổng tiền lời để cho ổng uống bia không? Không, không, lúc mà cho ổng đi nhậu là ổng làm gỗ rồi á. Còn lúc mà ra bia là lúc đó là ổng lại bỏ hết rồi, cũng như ra buôn bán rồi, thấy buôn bán được rồi là ổng phụ chị ổng bỏ rồi. Ai ngờ bỏ rồi thì nó lại dướng vô cái bệnh. Mấy năm đó thì ổng bỏ bớt lắm rồi mà nó dướng vô cái bệnh vậy. Nhưng mà chị bán tạp hóa được bao lâu thôi? 11 năm em. 11 năm là chị nghĩ. Nhưng mà cũng ổng mất đó thì chị bán cũng được là 7 năm. 7 năm là ổng mất. Nhưng mà ổng đòi sang tiệm thì chị không đồng ý. Chị nói để đó chị có gì chị bán, chứ giờ mẹ con chị làm gì. Nên chị mới dám bán thêm 3 năm mấy nữa. Ba năm mấy nữa thì dịch nó kéo tới thôi, chị nghĩ luôn. Nghĩ lúc luôn mà chị nghĩ đâu là có dịch, sang được. Người dịch ở bên Trung Quốc á. Bên Trung Quốc mà nó qua tới bắt đầu Việt Nam cũng, mình cũng có mấy ca rồi, bắt đầu cũng dân chung cũng kéo đi mua vậy đó. Là chị thấy vậy chị trả mất bằng luôn, là lúc đó là chẳng phải là cách sang này. Sang này mới là căng thẳng dữ nè. Ồ, là lúc đó là chị trả mặt bằng luôn chứ chị không có sang lại. Không, tại vì lúc đó dịch người ta cũng sợ rồi, đâu có ai sang. Lúc đó nhiều người trả mặt bằng lắm. Nên đâu có ai sang nữa. Rồi sau này rồi bắt đầu mới căng thẳng, mới là bị đi một trận là như là dịch lần thứ tư nè. Rồi này rồi quá nặng luôn. Rồi bây giờ ở chỗ chị có bớt không? Dịch này chị hỏi thăm ở ngoài thì mấy người mà bán ngoại thì bớt hay có như là 15 triệu mà bớt có 2 triệu em. Không phải, ý em nói là em nghe nói tình hình mở cửa lại, nhưng mà bây giờ hiện tại dịch bệnh ở chỗ chị nè, có giảm xuống không á? Nó cũng giảm, nhưng mà biết sao giờ giống như là mở cửa cho người ta buôn bán này kia lại, nghe nói là giờ lên tới 13.000 ca bùng lên lại, nhưng mà được có một cái là có thuốc thì cũng đỡ chút. Nhưng mà mấy chỗ mà mấy người mà bán kế chị á, anh chị hỏi thăm nay là người ta trả mất bằng luôn rồi. Chị hỏi người ta có bớt không thì nó mới nó báo chị là bớt có 2 triệu rồi, thì nó cũng chịu không nổi giờ. Dịch thì hỏi em bán cũng chậm lắm, đâu có bán được như ngày xưa đâu. Nên giờ chưa biết tình hình ra sao, nó cũng trả rồi. Không biết tới chừng nào mới hết dịch đi. Bởi vậy nó nói chị vô là may lắm. Dạ yeah, đúng rồi, chị trả một bằng thì lúc đó là chị cũng may. Bên đây là Việt Kiều hả, mấy anh bị nhốt ở bên đây rất là lâu rồi, muốn về Việt Nam ăn Tết nè cũng không có về được. Thường thường mấy anh mà đi biển ở chỗ em nè, Tết năm nào cũng về Việt Nam hết á, mà mấy năm rồi đâu về được, buồn quá chừng buồn. em là cũng ở miền Tây phải không? Dạ đúng rồi, em ở Tiền Giang đó chị. Chị cũng ở ngay cầu Bánh Lức á. Bánh Lức mà cũng như là tẻ bên 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 thì bên nội, tẻ bên nữa là bên ngoại. Bánh Lức Công An á. Vừa qua cầu là mình tẻ mà bên trái rồi, bên trái là bên ngoại. Bên phải bên nội. Bên nào cũng bà con hết. À, về dưới là chị thường dỗ, chị về dưới chị cũng hay có bánh. Có bánh á, bánh ít á. Chị biết có bánh ít. Rồi bánh tét thì chị cũng không buộc được, tại buộc sợ là không chặt cắt. Chị có biết cái bánh tét rồi, như là trộn gỏi đồ này kia là coi như là hiện tại mình mấy cái trộn gỏi cá đồ, mỗi lần mình nghe chị về đó kêu ở để chị nghe chị về chị trộn. Dạ em thích đi về Việt Nam, đi về mấy vùng quê chơi vậy đó. Dịch gì đâu có về được, giờ mình về dưới chị, về dưới ta cũng sợ chị nữa. Cách ly á, bị cách ly chúng ta không? Dạ không có cách ly, nhưng mà liệu ta cũng sợ. Vô nhà ta cũng sợ, dân thành phố giờ ta nghe sợ. Dạ, ngày rồi. Xưa dân thành phố về thì mừng lắm, mà giờ dân thành phố về ta sợ. Đúng rồi.
Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào chào khán giả không? Chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, chúc cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe và bình an. Chào Nguyên Quỳnh nha. Cảm ơn Nguyên Quỳnh đã nhín chút thời gian để trò chuyện với chị. Cảm ơn chị ba chị ha. Chị nhớ anh nào chị gửi cái video qua cho em. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nha cả nhà. Chúng ta sẽ được nghe tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và cũng như những lần trước, giờ Uyên Quỳnh đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Những anh chị tham gia chương trình của Uyên Quỳnh cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình để cho đối phương và giúp cho mình hiểu rõ hoàn cảnh của đối phương. Và trong thời gian qua, nếu gì quá bận rộn mà Uyên Quỳnh chưa kịp trả lời cho những anh chị nào á, thì các anh chị vui lòng gửi tin nhắn lại thì Uyên Quỳnh sẽ xem và trả lời những tin nhắn đó cho các anh chị. Và nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Chị chào em ha. Dạ, em chào chị. Rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Dạ. Hôm trước thì cũng đã làm một video cho em rồi, nhưng mà không may là video bị hư, bây giờ phải làm lại. Dạ. Em có thể giới thiệu em tên gì, em chào cộng đồng ha. Dạ, em chào chị Quỳnh. Em tên là Sang thì em chào cộng đồng mạng. Em có thể giới thiệu lý lịch bản thân mình nha. Dạ. Dạ em Sang. Em chào cộng đồng mạng. Em sinh năm 1981 ở Quận Ngài. Em hiện tại đang làm công việc gì? Dạ em tài xế chạy xe cho công ty. Tài xế lái xe công ty rồi lái xe gì, xe khách hay là xe gì em? Không, em lái xe tải, xe nâng, xe cẩu đấy chị. Trước đây em có lái xe khách không? Dạ không, em chạy xe khách được mấy tháng mà chạy đêm khổ quá chị, em nghỉ. Rồi em đã từng lấy vợ lần nào chưa? Chưa chị. Chưa lấy vợ lần nào luôn hả? Dạ. Chưa lấy vợ lần nào, nhưng mà chị nghĩ chắc em cũng có vài ba mối tình rồi hả? Ai cũng nghĩ vậy chị ơi, chứ mà mối tình thì có, phải có chứ chị. Mối tình đầu của thì em là... thì chị phải có chị. Mối tình đầu của em là năm em bao nhiêu tuổi? Dạ, mối tình đầu của em là năm em học 12 rồi, 19 tuổi gì đó chị. Em quen nhau được bao lâu? Dạ, năm 12 thì cũng quen hết học kỳ. Rồi cũng chia tay chị, lúc đó là xong, xong 12 đó chị ạ. Rồi mối tình của em thứ hai của em là bao lâu nữa? Thứ hai em quen thì cũng 4 năm mối tình, chứ mà nó không có mối tình nào mà được lâu á chị. Lý do gì sao không được lâu? Không có mối tình nào mà được 1 năm á chị. 4 năm mối tình mà không mối tình nào mà 1 năm hết. Nhưng mà khi chia tay những mối tình đó là em có đau khổ không? Dạ thì cũng buồn chứ chị. Rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm một người bạn cho em muốn người đó như thế nào ha? Dạ em thì cũng đơn giản đó chị. Em thích người đó là biết chia sẻ, biết quan tâm, biết
lo làm ăn, với đầu tiên là phải có tâm có đức trước đó chị, là em chỉ cần bấy nhiêu thôi. Cần bấy nhiêu thôi hả? Em có muốn cô ấy là dạ, được bao nhiêu tuổi không? Dạ không, lớn hơn em cũng được mà nhỏ hơn em một xíu cũng được thôi chị. Em có muốn cô ấy chiều cao bao nhiêu không? Dạ cỡ trên 1m50 một xíu là được rồi chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao hơn 1m7 chị. Cao 1m7. Em cân nặng bao nhiêu? Dạ em 70kg. Trong những mối tình mà em quen đó là em cảm thấy là các cô đó không có tâm đức hả? Thì quen là em thấy người ta cũng được chị, cũng quan tâm, cũng có tình cảm. Chứ mà sau một thời gian rồi sau rồi cũng chia tay. Em nghĩ chắc cũng do số phận duyên nợ mình nó chưa tới đó chị. Số phận duyên nợ. Em có nghĩ là em hơi khó chịu không? Dạ em có nghĩ là em hơi khó tính không? Dạ không chị, em dễ tính lắm chị ơi, dễ lắm. Em sao cũng được à, em không có như người ta. Em dễ lắm chị. Em dễ như mặt nào đâu, em kể cho chị nghe một hai thí dụ em dễ như thế nào cho chị nghe thử coi. Em thì bây giờ làm ấy, thì công việc hay là cái gì cũng vậy, em không có nói gì hết á. Bất cứ một công việc gì em không có quan trọng mà công việc kia công việc nọ là em gọi là trong công việc hay là trong cái gì cũng vậy, em rất đơn giản, em dễ lắm. Trong cái người ta mà khó mà nói kia nó nọ em không có cái chuyện đó vậy đó. Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em thì cũng siêng năng chị, cũng biết lo cho gia đình, thương ba thương mẹ, biết quan tâm những người xung quanh chị, biết quan tâm những người người ta gặp những cái sự hoạn nạn kia nọ chị ạ, chia sẻ với người ta. Rồi khuyết điểm của em là gì? Ở khuyết điểm của em thì nhìn ở ngoài bề ngoài thì thấy to vẻ là chị, nhưng mà ở trong mềm lòng lắm chị ạ. Nhiều lúc đi làm về thấy ba mẹ ra chợ cũng khóc á chị, thấy mềm lòng lắm chị. Ở ngoài thì vậy nhưng mà ở trong thì yếu đuối đó hả? Nhiều lúc buồn không khóc. Vậy đó hả? Buồn, buồn nhiều lúc buồn cũng khóc, nhưng mà buồn chuyện gì khóc? Dạ nhiều lúc đi làm về thấy ba mẹ chờ ở đó chị ạ. Thấy nghĩ cũng buồn, cũng thương. Mà bây giờ mình cũng chưa lấy vợ đấy chị, thấy cũng tội cho ông bà già. Có nghĩa là Mà em đi làm, lần vợ đọc em có nghĩa là em đi làm về đó hả? Đi làm về mỗi ngày hay rồi đi làm về lâu lâu mới về nhà? em đi sáng đi chiều về thì Còn ba mẹ em đang ngồi chờ thì em khóc hả? dạ nhiều lúc đi về thấy hai ông bà ra ngồi chờ trước sân á, thấy thương chị. Chắc cha mẹ em cũng hối em lấy vợ lắm hả? Dạ, hỏi như chị. Rồi em được mấy anh chị em rồi? Dạ em 8 người hết đó chị. Các anh em là có vợ hết, có chồng hết rồi hả? Dạ lấy vợ lấy chồng ở riêng hết rồi chị. Bây giờ còn ông già bà già em. Gia đình em có ai ở nước ngoài không? Dạ không chị, có bà con
con á chị, bà con mà cũng xa xa ở ở ngoài riêng gia đình em. Trong các mối tình mà em quen với nhau á, có câu nào là em dự định sẽ đi tới hôn nhân không? Dạ có đấy chị. Em cũng quyết định mà để đi đến người ta đó, nhưng mà một thời gian rồi sao cũng không được chị. Nhiều người cũng dễ thương lắm chị. Rồi lúc đó là em chia tay họ hay là họ chia tay em? Thì các mối tình khác là người ta chia tay cũng có, mà em cũng có chị. Cả hai luôn hả? Nhưng mà thông thường dạ, nếu mà em chia tay người ta thì chia tay vì lý do gì? Thì em thấy người ta không có thật lòng. Em thấy người ta kết nối chuyện của người ta đó, em thấy không có thật lòng. Không, người ta không có tâm, cái đức. Em thấy người ta thì em thấy không, nếu mà có lấy thì em thấy cũng không có hạnh phúc. Em nghĩ vậy nên em chia tay. Những lúc mà rảnh rỗi là em thích làm công việc gì ha? Lúc em rảnh rỗi là đi làm cây cảnh đó chị, để nhà ra đẹp chị. Vui không là thời gian rảnh nữa là đi uống cà phê, đủ anh em uống cà phê tới quán cà phê đó chị. Ngồi anh em ngồi nói chọc tâm sự vậy chị. Làm cây cảnh hả? Là em trồng được những loại cây cảnh gì rồi? Ở nhà em quá trời cây cảnh đó chị ơi. Quá trời cây cảnh luôn hả? Em có hút thuốc uống rượu không ha? Thuốc thì em không có hút gì, cũng uống rượu là em dị ứng gì. Uống rượu mà em uống vô vài ly là nó ngứa. Em làm tài xế em mà dị ứng bia rượu thì dạ không. Hay vậy. Rồi em không buồn ngủ sao? Mỗi lúc lái xe em không có buồn ngủ hả? Nó quen rồi mà chị. Em từ nhỏ đến lớn rồi em đâu có. Vậy đó. Giỏi ha. Dạ. Đó, không hút thuốc là tính tốt đó. Thật ra hút thuốc nó hôi, khói thuốc rất là hôi. Rất là nhiều người không thích hút. Dạ, hút thuốc nó hôi gì hết. Em ngồi gần người ta hút em chịu không nổi đó. Rồi em coi video của chị lâu chưa ha? Dạ em coi cũng lâu đấy chị. Bao lâu rồi? Dạ cũng cả năm rồi đó. Cả năm rồi đó. Vậy đó. Rồi em có để ý câu nào trên kênh của chị không? Hả? Em coi cái em có đi về chị cũng lâu mà em không dám đăng ký, cũng sợ sợ. Không dám đăng ký cũng sợ sợ hả? Rồi dạ. Em có để ý được câu nào trên kênh của chị chưa? Dạ em để ý được hai người đó. Em nói là em để ý cho trên kênh của chị được hai cô, thì hai cô đó video số mấy với số mấy hả? Em quên mất rồi. Mà hai người đó nói chuyện nghe cũng dễ thương lắm chị. Em nhớ tên không? Cái gì một người cái gì đó chị? Em quên rồi chị. Vậy à, mà em để ý được hai cô phải không? Dạ hai người đó cũng tính tình cũng giống em á chị. Ok. Thông thường á thì phụ nữ ở Việt Nam hay ở đâu cũng hay e dè người đàn ông ở miền ngoài á, là có tính gia trưởng. Thì em nghĩ rằng mình có tính gia trưởng không ha? Dạ không chị, em bây giờ ở
ông bà già thì cũng vậy, ngày xưa anh em đông cũng vậy. Em không có tính gia trưởng, em hòa đồng làm gì, em bình thường, em gọi là ai làm gì làm, em không có cái chuyện kia chuyện nọ gì. Em đơn giản lắm chị. Sống bình thường cho nó khỏe chị, gia trưởng làm gì. Em dễ sống lắm chị, sao cũng được á. Sao cũng được hết hả? Dạ sao cũng được hết á. Em nói sao cũng được nhưng mà chị không nghĩ như vậy đâu nha. Nếu mà sao cũng được là bây giờ là em đã có vợ con rồi. Độ tuổi này cũng không còn trẻ lắm ha. Không, em nghĩ sau này lấy vợ về có tính tình có thay đổi không em không biết chứ. Chứ hiện tại bây giờ em thấy em dễ lắm chị. Vậy đó hả? Nhưng mà em có thể trả lại cho chị một câu hơi khó là em thấy em dễ vậy nhưng mà tới tại sao tới bây giờ em vẫn chưa lấy vợ ha? Dạ thì cái duyên nợ sao đấy chị, ai cũng nói vậy đấy chị. Ai em ra đường ai cũng nói, ai ra đường ai cũng nói em chưa vợ. Mà người ta đâu có tin đâu, cái thanh niên cả này mà chưa lấy vợ thì ai tin? Không ai tin hết chị. Hay là em nghĩ là em cần phải ổn định sự nghiệp trước khi em lấy vợ cho nên em chưa muốn lấy. Không, em thì cũng tạm ổn rồi chị, cũng nên lấy vợ được rồi. Trong mùa dịch này thì công việc của em vẫn làm được hay là em đã bị nghỉ rồi? Dạ gián đoạn thời gian chị, được cũng đi làm lại bây giờ chị. Là khi nào em mới đi làm lại? Chắc cỡ tuần hai tuần gì nữa, tại vì bữa nay là người ta hết cách ly rồi chị ạ. Ồ, ở chỗ em ở dịch có bớt không? Dạ bữa nay F0 lên nhiều lắm chị ơi. Hết cách ly rồi, F0 lên nhiều vậy đó hả? Người ta có đóng cửa lại không? Là bữa nay cách ly là F0 lên nhiều mà người ta thả lỏng đó chị ạ. Người ta thả lỏng cho đi thoải mái đó chị. Ví dụ người nào cách ly F0 là người ta đưa cách ly, còn F1 là người ta cho đi bình thường hết á. Trong những một cuộc tình vừa qua đó, em có phải là người đàn ông lãng mạn trong tình yêu không? Em không có lãng mạn chị. Em không có lãng mạn, em không biết cái ngày nào là cái ngày nào đó chị. Trời đất ơi, không biết ngày nào là ngày nào luôn hả? Dạ. Rồi thí dụ em quen người ta mà em không biết ngày nào là ngày nào thì tại sao mà ngày lễ em đi chơi rồi em sao em nói chuyện gì? Nhiều khi em đi chơi hỏi ủa cái nay ngày gì, nó như ngày nay ngày cái nay mà tại sao lại không biết, ủa vậy hả? Em không có lãng mạn chị. Em có suy nghĩ là em sẽ thay đổi sắp tới có người yêu em sẽ quan tâm người yêu thêm một chút nữa không? Dạ nếu mà có là phải rút kinh nghiệm chứ chị. Phải rút kinh nghiệm mà. Bây giờ em dự định em nói cho chị nghe, nếu mà sắp tới có một người yêu em á thì em rút kinh nghiệm em sẽ làm như thế nào? Thì em rút kinh nghiệm là ngày lễ hay ngày gì đó thì mình quan tâm nhiều hơn xí vậy thôi chị. Rồi em có dự định là khi nào nếu mà một người hợp nhau á thì em có nghĩ là khi nào em sẽ cưới vợ không? Dạ cưới thì trong năm nay á, thì nếu mà có là tìm hiểu trong cái năm nay chị, còn cưới là vô qua năm chứ bên này gấp quá mà chị. Chị đâu có kêu em cưới liền. Tìm hiểu người đó như thế nào đó chị? Chị đâu có kêu em cưới liền đâu. Chị chỉ hỏi em là thí dụ một người mà em cảm thấy hợp nhau á thì em dự định khi nào sẽ cưới người ta thôi. Dạ. Thì cũng phải qua năm chị, bên này cận tết quá rồi mà còn hai tháng chị. Như là mùa này ai mà cho em cưới. Qua năm chưa biết cưới được hay không nữa.
nói em lòi quá đi. Đó, dùng dịch hoài thì sao mà cưới được? Không, làm nhỏ được chị. Vậy hả? Cho đám cưới hả? Dạ, làm nhỏ thôi, làm có 30 mâm được chị. Ồ, 30 người được hả? Dạ, được. Ồ, vậy chị tưởng đâu là không cho tụ tập, không cho đám cưới luôn chứ. Dạ, bên nào có đám cưới ngày xưa chị, ngày xưa thì không có, chị bên này mà cỡ 3 mâm là được, 3 mâm là được chị. Làm đơn giản thôi chị hả? Đừng có hỏi chị, thì biết đâu cái cô hỏi cái cô người yêu của em sắp tới đó, cô ấy chịu như thế nào. Ok, nếu em muốn chọn một người bạn cho em á, em muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng dạ, được, hay đâu là được chị. Hả? Và em cũng không ngại. Dạ, ở đâu cũng được. Ở nước nào cũng ok với em phải không? Dạ, dạ. Miễn sao mà người đó là của em là được chị. Em thấy mà tính tình mà hợp là ở đâu cũng được chị. Vậy đó. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ, em chào chị, em chào khán giả, em chào cộng đồng hoàn lực. Ok, bye em. Good night. Dạ, em chào.